Rồi, chào toàn thể anh em ha. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em vấn một cục sạc bình ắc quy nha. Sạc được bình từ 20 đến 50 mA nha. Thì 50 mA đổ về là sạc bình bao nhiêu cũng được ha. Sạc này là em cho anh em thông số chuẩn nha. Sạc là bình rất loại bình luôn, không hư bình nha. Sạc chuẩn là 8 tiếng luôn. Anh em mua ngoài chợ á là người ta vấn nhiều khi vấn sạc nhanh, anh em sạc khoảng 4 tiếng là bình sôi ụp ụp rồi nha. Còn cái này em hướng dẫn anh em là sạc cái bình cạn luôn nha, anh em xài cạn điện luôn, sạc là đúng 8 tiếng mới đầy nha. Đó. Đặc biệt là không hư bình nha. Rồi em hướng dẫn là chi tiết cho anh em luôn, là từ cái khâu vấn nè nha, đến cái khi khâu mà mình gáp luôn. Để những anh em mà hồi đó hồi xưa nay á chưa có làm qua điện tử luôn thì nhìn thêm là làm được một cái sạc luôn nha, nó cực kỳ đơn giản nha nè, nó dễ làm hơn kích cá nhiều. Anh em chú ý xem hết video ha, chứ nhiều anh em xem nữa chừng cái tua video, chủ yếu là lấy cái thông số tua đến khúc cuối để lấy thông số. Rồi những anh em đó nha, làm không bao giờ thành công, tại cái khi người ta dạy á thì trong video người ta có hướng dẫn này kia cho anh em dễ hiểu, mà anh em cứ bấm vô xem rồi tua cho lẹ cho đến khúc nào mà tới cái khúc thông số đó. Là anh em xem cái thông số xong rồi tua đến cái thông số kia thì mấy anh em đó là không bao giờ làm được. Nếu đã người ta bỏ ra thời gian để dạy anh em thì anh em cũng phải bỏ thời gian để xem nó mới hiểu nha. Rồi vào vấn đề chính luôn, là anh em chuẩn bị cái khuôn nhựa ha, khuôn nhựa hoặc là anh em quấn giấy cũng được đó. Anh em cắt giấy nè, khỏi cần khuôn nhựa. Phe thì mình xài phe 28 nha. Đó. 28 nha. Độ dày nó là 5 phân. Đó. Cái khuôn nó khuôn này làm thiếu à, có 4/8 à, thì tính là tính 5 phân nha. Anh em làm à làm khuôn giấy thì làm 5 phân nha em ha. Rồi bắt đầu mình quấn nha. Thì anh em lót một lớp giấy cách điện nha, một lớp một thôi. Để anh em xem anh em nào chưa đăng ký kênh á thì nhớ đăng ký kênh để em ra cái video tiếp theo là hướng dẫn mình gáp nha. Cái video này thì chỉ là hướng dẫn quấn thôi để rút ngắn thời gian. Một video dài, hướng dẫn dài quá thì nó mất thời gian lắm, nên em sẽ chia làm hai nha. Đó. Rồi bắt đầu mình chải về số 0 nha. Đó. Rồi thì mình quấn dây thứ cấp trước nha, dây điện 220 vào á là dây thứ cấp ha, anh em lấy cho em dây 40 ha, 0.40. Rồi bắt đầu mình quấn nha. Thì cái sạc ắc quy này quấn nó dễ hơn là cái máy kích cá nha, anh em không có máy nè, anh em quấn tay cũng được. Quấn tay là ví dụ anh em cầm cái khuôn vậy nè, anh em quấn vòng quấn chừng nào đủ số vòng thôi. Rồi bắt đầu mình anh em có thể dùng ống gen đen hoặc ống gen này ha, ống gen xanh trắng thì cũng được, ống gen co nhiệt thì nó tốt hơn nha, còn ống gen này thì vẫn được xài bình thường, nhưng mà em cái dây giật á thì em sẽ làm dây đen ống gen co nhiệt ha, dây giật là dây thứ cấp, dây điện 220 vô. Rồi, anh em lấy miếng keo cách điện cho nó dán nó định vị nó ha. Anh em dùng keo này, keo giấy, keo hoặc là keo trong hoặc là keo 502. Nhưng đặc biệt anh em không được dùng keo dán điện nha. Đây nè, keo dán điện nè. Keo dán điện này khi mình dán vô nó sinh nhiệt, nó sẽ
chảy keo ha, nó cà nhẹo á, cái chất nhựa của nó cà nhẹo á, nó sẽ dẫn đến cháy biến áp mình nha. Còn anh em dùng cái keo trong á vẫn được ha, keo trong thì chất liệu nó khác, nếu nó chảy ra thì nó làm một chất kết dính nè, nó cứng lại chứ nó không có chảy như keo keo, keo dán điện ha. Chỗ này là em sử dụng keo giấy ha, keo giấy thì nó không có chảy luôn, rất là an toàn. Đó, thì bây giờ mình đặt đầu dây vô nè. Đó, rồi bắt đầu mình quấn ha. Thông số thì em cho trong video ha. Anh em quấn cái dây thứ cấp nè, anh em không cần cách điện từ lớp ha, không như máy kích cá. Máy cá thì mình phải cách điện từ lớp. Còn sạc quy này anh em quấn khi nào đủ số vòng thì thôi nha. Rồi bắt đầu. Thì anh em là chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Và nếu thấy hay thì cho một like nha anh em. Rồi mình quấn, anh em quấn qua quấn lại quấn qua quấn lại ha. Đó, anh em quấn cho em đủ 820 vòng ha. Thì cứ quấn qua quấn lại, quấn cho khi nào đủ thôi, không cần cách điện cách lớp gì hết ha. Thì em chỉ anh em thì chỉ tốn dây một lần thôi, không có vụ mà làm rồi tháo ra tháo vô thôi ha. Anh em nhớ xem hết video nha. Nhiều anh em có hướng dẫn quấn biến áp kích cá rồi. Rồi xem nửa chừng cái tua, tua xong rồi tới cuối cùng không hiểu gì hết, cái nhắn tin hỏi. Mình đã học hỏi người ta thì mình phải xem cho kỹ vào thì mình mới làm được. Cái xem mà nửa chừng người có hiểu gì đâu mà làm. Đây 490 vòng nữa. Nên cứ quấn vào quấn lại khi nào đủ 820 thôi nha. Cái này em quấn thực tế luôn, em không có cắt độ nào hết ha. Để nhiều khi cắt video anh em nói cho thông số tào lao ha. Tại sạc ắc quy này em cũng ít bán nên em hướng dẫn anh em làm để mình tự quấn một cục ha. Rồi 710 mấy vòng rồi nè, anh em xem ha, xem mình xem kỹ cái này. Xem kỹ cái đường này nè, xem mà nó bằng với nhau chưa, có chỗ nào hót ha, chỗ nào hót thì mình quấn vô ngay chỗ hót ha, để cho nó bằng, nó đẹp ha. Với cái nó bằng thì khi mình quấn dây sơ cấp á, cái dây nạp vô bình á là nó sẽ dễ và nó đẹp hơn ha. Đó. Rồi để quấn cho đủ 820 vòng ha. Thì coi coi thử chỗ nào nó bị hót nha, chỗ nào hót thì quấn vô chỗ đó.
đủ 820 rồi đó. Rồi mình cắt dây ha. Nhớ là anh em cũng hạn chế xài keo 502 nha nè. Dán định vị, dán giữ nó lại ha, để nó chạy tới trên lưu khó làm. Rồi mình cách điện cho nó ha, cách giấy cách khoảng 2-3 lớp vậy đó. Đó, rồi dán keo lại cho nó dính lại ha. Rồi rồi xong cái phần dây thứ cấp này ha. Anh em muốn mát sạc á thì mình quấn thêm 10 giờ mặt 20 vòng nữa vẫn bình thường nha. Cái này em quấn là thông số này là thông số chuẩn rồi, thì nó cũng không có nóng biến áp đâu. Cái sạc này là em quấn là không xài quạt luôn á. Rồi tới dây sơ cấp nha, anh em xài thêm dây 1.1 nha. Đó, đây dây 1.1. Rồi cắt con ghe nha. Cái phần dây sơ cấp này nè, anh em có thể dùng keo 502 nha. Tại là nó cái dây nó không phải là cái dây giật nữa, nên mình xài keo bình thường. Dán cái mép giấy này nè, đừng cho nó chạy sợi dây ra. Em hướng dẫn anh em chi tiết luôn nha, cho anh em dễ hiểu. Đó, rồi bắt đầu mình vấn nha. Anh em nhìn cái đồng hồ này nha, cái số này. Cái này là mình gắn ghi ốt, là mình gắn nắng nửa chu kỳ nha anh em. Thì sau khi em đăng video này rồi em sẽ hướng dẫn anh em gáp luôn nha. Rồi được một lớp rồi đúng không, mình dán keo nó lại đi. Dán cái mép đừng cho nó chạy dây á. Dán cũng vừa được phải thôi nha, vừa đủ thôi, đừng có dán nhiều quá. Dán đừng cho nó chạy dây thôi. Rồi, mình bắt đầu quấn lớp tiếp theo ha.
Anh em không cần cách giấy, cách giấy ha, vẫn trồng vô đại đi, tại cái sạc ắc quy này nó không quan trọng đâu, không như cái kích cá nha. Rồi, anh em quán cho em là 56 dòng nha. À, 56 dòng là cái này sạc 8 tiếng nha. Còn anh em muốn sạc nhanh á, em quán thêm 4 dòng nữa là nó 60 dòng là nó sạc nhanh. Anh em làm có thể làm công tắc để chuyển đổi ha. Em thì em làm, em không có làm sạc nhanh. Em làm sạc đúng của nó là 8 tiếng để cái bình của chúng ta nó bền ha. Rồi, cắt ống gen nha. Anh em làm lúc anh làm á là cái điện áp nó phải từ 15V8. Em lộn, em xin lỗi, 14V8 đến 15V nha. Anh em đo là đo điện DC nha. Em lộn, điện AC nha, chứ không được đo điện DC nha. Điện DC là nó không có chính xác rồi. Khi em gáp thì em sẽ nói chi tiết cho anh em hiểu luôn. Rồi, anh em có thể bọc thêm một lớp giấy nữa ha. Cái này thì em quấn keo luôn, tại sẵn có keo, quấn keo cho nó chắc. À, để em cho anh em xem kỹ lại ha. Đó, vẫn đều ha. Cái lớp ở ngoài cùng này nè, mình không cần cắt giấy cũng được nha, để cho nó tản nhiệt tốt nha. Ê, xong. Mình có thể để vậy luôn, mình vô phe ha. Phe thì không bao giờ nó chạm được dây đâu. À, nó còn cửa sổ nè, anh em thấy không? Thấy còn lỗ hở không? À, phe không bao giờ nó chạm được dây. Nên mình để vậy á, nó thoáng nha. Nó thoáng và nó tản nhiệt tốt, nó không nóng nha. Rồi chứ anh em mà quấn giấy vào nó bít thì nó sẽ, cái độ nóng nó sẽ tan mau ha. Còn mình để trống vậy nó sẽ tỏ nhiệt. Đó, xong rồi ha. Rồi, sau video này em sẽ có thời gian em sẽ hướng dẫn anh em gáp luôn. Khoảng 1-2 ngày gì đó em sẽ hướng dẫn anh em gáp hoàn thiện ha. Tạm thời thì anh em quấn cục biến áp rồi để đó đi. Chào anh em ha.